Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Phan Danh Hưng, 37 tuổi, ngụ tại huyện Diên Chánh, tỉnh Khánh Hòa, kẻ thù ác trong thảm án khiến 3 người tử vong, đã bị bắt giữ và khởi tố về hành vi giết người. Nhìn lại toàn bộ hành trình 5 ngày trốn chạy của Phan Danh Hưng, cũng như quá trình vây bắt của cơ quan chức năng, nhiều người không khỏi đặt ra nghi ngờ liệu có phút giây nào đó Hưng mảy may hối hận vì chính tay mình cướp đoạt tính mạng của 3 con người. Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, sáng ngày 2 tháng 6, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đã xác định trên địa bàn xảy ra một vụ án mạng làm 3 phụ nữ tử vong. Thông tin ban đầu, do mâu thuẫn gia đình, khoảng 5 giờ cùng ngày, Phan Danh Hưng, ngụ thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, dùng dao đâm chết vợ và bà LTTV, tên viết tắt, 37 tuổi. Lúc này, người cháu gái và một người phụ nữ hàng xóm vào can ngăn cũng bị Hưng đâm tử vong. Theo lãnh đạo của xã Diên Xuân, sau khi gây án, Phan Danh Hưng đã bỏ trốn. Thông tin từ báo Công an Nhân dân, ngay sau khi sự việc diễn ra, trưa ngày 2 tháng 6, hàng chục tổ cảnh sát, trinh sát hình sự đã cho chó nghiệp vụ vào truy bắt Phan Danh Hưng. Căn nhà ở thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, nơi phát hiện vụ án mạng kinh hoàng khiến 3 người tử vong, đã được cảnh sát phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ điều tra. Công an tỉnh Khánh Hòa cùng với các đơn vị liên quan lấy lời khai của những người liên quan để làm rõ vụ án mạng này. Tuy nhiên, do nơi xảy ra án mạng là vùng có nhiều đồi núi cộng với yếu tố hung thủ là người địa phương, nên quá trình vây bắt Phan Danh Hưng đã khó, nay càng khó hơn. Thượng tá Nguyễn Văn Sáng, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, qua xác minh điều tra, cùng với chứng cứ thu thập và lời khai của nghi can, Phan Danh Hưng là thủ phạm duy nhất vụ án. Công an đã khởi tố vụ án và bị can về tội giết người. Theo Thượng tá Sáng, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng lần đầu xảy ra trên địa bàn. Khi vụ án xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu các đơn vị chuyên môn phối hợp với các địa phương triển khai điều tra. Ban chuyên án cũng đã được thành lập dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Thế Hùng và Đại tá Nguyễn Bá Thành cùng hàng trăm chiến sĩ. Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa nói, trong thời gian xảy ra vụ án, địa phương đang tổ chức Festival Biển năm 2023 lần thứ 10. Sự kiện thu hút đông đảo du khách, việc chưa tìm ra thủ phạm khiến dư luận bất an. Khu vực núi rộng lớn lại là địa bàn giáp ranh nhiều xã của huyện Diên Khánh, Khánh Vĩnh. Toàn bộ ngõ ngách được cảnh sát chốt chặt, thiết lập nhiều vòng vây từ trong ra ngoài. Mỗi khi có động tĩnh, cảnh sát lập tức xuất hiện. Thượng tá Nguyễn Minh Tuấn, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa, người trực tiếp tham gia phá án cũng như chỉ huy hiện trường chia sẻ. Hơn 6 giờ, ngày 6 tháng 2, đơn vị nhận tin báo có 3 người bị sát hại trong căn nhà cấp 4 ở thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh. Tiếp cận hiện trường, tổ công tác xác định 3 thi thể nằm ở các vị trí khác nhau ở trong nhà. Nạn nhân bị sát hại bằng dao, cơ quan điều tra xác định Phan Danh Hưng, chồng của một nạn nhân bị sát hại là nghi can số 1. Song tên này đã bỏ trốn vào đồi núi Hòn Dữ. Sau khi báo cáo cấp trên, ông Tuấn đã chỉ huy nhiều mũi trinh sát băng núi lần tìm. Thế nhưng, núi Hòn Dữ là khu vực rộng lớn, tiếp giáp với nhiều xã ở huyện Diên Khánh và Khánh Vĩnh. Đặc biệt, nơi đây còn có rừng già nguyên sinh với nhiều gọp đá, địa hình hiểm trở. Trong khi lực lượng mỏng, trời lại mưa liên tục, khiến việc truy lùng gặp khó khăn. Lúc này, Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công an tỉnh, nắm được khó khăn thực tế, nên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự làm chủ công và điều động nhiều lực lượng hỗ trợ. Đại tá Nguyễn Bá Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo hỗ trợ tổ công tác phá án. Ban chuyên án họp khẩn giữa đồi núi, trại giả chiến được dựng lên. Hàng trăm người là công an, dân quân, chính quyền địa phương với nhiều lực lượng được huy động, phân chia làm nhiều mũi lần tìm nghi phạm. Cảnh sát cơ động cùng với chó nghiệp vụ được đưa đến hỗ trợ. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, biên phòng, kiểm lâm cùng nhiều đơn vị được giao bảo vệ rừng cũng tham gia lần manh mối người cần tìm. Một số đơn vị cũng hỗ trợ flycam tầm nhiệt, song mọi dấu vết đều không rõ ràng. Thượng tá Nguyễn Minh Tuấn, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, hôm thứ ba sau khi vụ án xảy ra, Hưng vẫn biệt tâm. Ban giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo truy tìm đến cùng, không được rút quân. Thông tin từ báo Công an Nhân dân,
Người dân trong khu vực ngần ngại đi rẫy vì thông tin nghi phạm chưa được xác định, họ lo sợ gặp nguy hiểm. Là người được giao nhiệm vụ, ông Tuấn càng áp lực hơn. Ông Tuấn kể lại, điều này khiến không khí ở hiện trường đánh án căng thẳng, nặng nề. Có nhiều trinh sát đi vội, chỉ vỏn vẹn bộ quần áo trên người. Từng tốp trinh sát phát hiện nhiều chòi canh của người dân làm rẫy. Khi tới gần đỉnh đồi, cảnh sát phát hiện có dụng cụ nấu bếp và cả muối, gạo, có dấu tích của người sử dụng. Bếp lửa còn mới với nồi cơm ăn dở. Qua thông tin, chủ chòi khẳng định gần một tuần nay không lên rẫy, nhưng có người lẻn vào lấy thực phẩm nấu ăn. Ông Tuấn chia sẻ, tôi nhận định nghi can vẫn còn ở trên nên lên phương án tiếp tục bao vây quanh hiện trường lẫn khu vực chòi canh. Nhiều tổ trinh sát được lệnh tiến sâu vào dãy núi Hòn Dữ hiểm trở, hoang vu. Cạnh đó, khu vực rừng được bao vây hai lớp, bên ngoài lẫn bên trong theo kiểu nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nhiều người đã phải hóa trang, băng rừng, lội suối truy tìm dấu vết hung thủ. Mỗi người mang theo nước, lương khô, vừa ăn uống vừa di chuyển. Sau nhiều ngày trôi qua, tung tích nghi phạm vẫn trở nên bí hiểm. Tổ xác định nghi can sẽ ẩn mình trong núi sâu, trong các hang. Ban ngày, tên này khả năng sợ bị lộ nên sẽ không ra ngoài, trừ lúc đói khát. Hắn sẽ xuất hiện vào ban đêm, đặc biệt sẽ thức để theo dõi mọi biến động và chỉ ngủ sau 3 giờ sáng. Vì thế, các nhóm trinh sát đã mật phục, thăm dò và không được để lộ việc đang rà soát các hang và khu rừng vắng người. Sau 3 giờ sáng, khi Tịnh Nghi Hưng đã ngủ, thì các mũi sẽ tiến sâu lần tìm, tránh bị động. Đến chiều ngày 6 tháng 6, sau khi công an ban bố quyết định truy nã, hình ảnh nhận dạng của Hưng, nhiều người đi rẫy trở về báo tin có thấy bóng dáng kẻ nghi vấn xuất hiện trên núi. Tuy nhiên, họ chỉ thấy từ xa. Cùng lúc này, vợ chồng người dân địa phương cũng xác nhận đã thấy người đàn ông dáng gầy ở trong rừng sâu, gần khu vực gợp đá, cách vị trí của tổ công tác vài km. Đến khoảng 18 giờ 45 ngày 6 tháng 6, tốp cảnh sát dưới sự chỉ đường của người dân đã tiếp cận, lập vòng vây khu vực nghi nơi Hưng lẩn trốn. Thấy bóng dáng cảnh sát, Hưng liền lao xuống gợp đá cách hiện trường hơn 5 km để lẩn trốn. Nhiều cảnh sát vây ráp, khống chế Hưng. Thông tin từ báo Công an Nhân dân, sau khi bị bắt, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã tiến hành lấy lời khai của Phan Danh Hưng, 38 tuổi, ngụ huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, hung thủ sát hại vợ và hai người khác trong thảm án tại Khánh Hòa để làm rõ động cơ gây án. Qua đấu tranh, bước đầu Hưng thừa nhận đã dùng dao sát hại ba người phụ nữ. Hưng nói do mâu thuẫn gia đình, vợ Hưng cùng con gái về ở nhà mẹ vợ là bà DTA, tên nhân vật viết tắt. Tối ngày 1 tháng 6, Hưng đến nhà bà A kêu vợ về lại nhà. Tuy nhiên, chị V, tên nạn nhân viết tắt, không đồng ý. Sáng sớm ngày 2 tháng 6, chị V về nhà gặp Hưng nói chuyện. Chị V yêu cầu Hưng ly dị, sau đó quay về nhà mẹ đẻ. Lúc này, Hưng nảy sinh ý định giết vợ nên đã đi theo chị V sang nhà mẹ vợ. Tại đây, Hưng vào bếp lấy dao và ra tay sát hại chị V và cháu gái của vợ là N, tên nạn nhân viết tắt. Nghe tiếng con gái chị V kêu cứu, bà G, tên nạn nhân viết tắt, là hàng xóm đã chạy ra can ngăn, cũng đã bị Hưng tấn công gây tử vong. Sau khi gây án, Hưng bỏ chạy lên núi Hòn Dữ, xã Diên Xuân lẩn trốn. Khi cơ quan chức năng hỏi tại sao trốn chạy nhưng lại chọn địa điểm cách nơi gây án chỉ có 5 km, thì Phan Danh Hưng khai rằng sau khi gây án đã chạy lên núi Hòn Dữ ở gần nhà lẩn trốn. Trên núi Hòn Dữ có nhiều chòi canh làm rẫy của người dân. Từng là người đi rừng, sống ở nơi này nhiều năm, nghi can khá rành về địa hình. Trong suốt 5 ngày lẩn trốn, hung thủ khai, đói thì tìm chòi của người dân trộm gạo nấu cơm hoặc mì để ăn, khát nước thì uống nước suối cầm hơi. Suốt những ngày lẩn trốn, tôi ngủ vật vã ở khe núi nhưng thường không ngủ được. Theo Hưng, trong thời gian trốn chạy, hắn có ý định sẽ rời khu vực này, song không biết đi đâu. Đồng thời, gã biết đang bị cảnh sát truy lùng gắt gao nên bám trụ lại khu vực, hy vọng sẽ tẩu thoát. Làm việc với cơ quan công an, anh ta cho biết quê ở thị xã Ninh Hòa. Sau khi lấy vợ là chị LTTV, tên nạn nhân viết tắt, 37 tuổi, thì chuyển về sống gần gia đình vợ. Gần đây, vợ chồng Hưng hay mâu thuẫn tiền bạc và cả tình cảm. Anh ta cho rằng vợ có quan hệ với người khác nên ghen tuông, nhiều khi lớn tiếng.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!